Và bây giờ đại gia đình thân thương, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thưa quý vị hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Ngọc Lam và Tiến Thọ. Thưa quý vị, và để đồng hành cùng với những món quà ý nghĩa ngay lúc này, chúng tôi xin mời sự hiện diện lên sân khấu, đó chính là sự hiện diện của bà nội, cô dâu Ngọc Lam. Bà nội ơi, con mời bà nội trở ra sân khấu ạ. Vâng ạ, con mời bà. Quà cái gì mà bà để trong túi đỏ đỏ thế kia? Con mời bà. Vâng ạ, bà cứ chào cho cháu đi ạ. Vâng ạ, phần ai người đó chào ạ. Một lát nữa con sẽ giới thiệu đầy đủ cả. Rất tuyệt vời. Đây là những món quà ý nghĩa mà bà nội sẽ trao tặng tới cháu gái yêu quý, với thông điệp là chúc cho cháu sẽ luôn hạnh phúc. Và bà chỉ muốn là nhìn thấy hai cháu mãi cười tươi thôi. Ông này bắn pháo và tránh MC ra nhé. Rồi, cảm ơn bà. Bà ơi, hôm nay ngày vui, bà có muốn nói gì cho tới hai cháu không ạ? Hai cháu nhà mẹ hạnh phúc kìa. Vâng, đúng là hạnh phúc. Rồi, vỗ tay. Cảm ơn món quà tuyệt vời của bà nội đi ạ. Và bây giờ xin mời mẹ. Xin mời cha mẹ của cô dâu Ngọc Lam. Thưa quý vị, và đây là món quà ý nghĩa mà mẹ muốn trao tặng tới con gái trước khi về là gia đình nhà trai làm dâu của con bên đó. Với thông điệp là con ơi, để cho một cuộc sống may ấm gia đình hạnh phúc thì con hãy nhớ tất cả những gì mẹ căn dặn. Luôn luôn yêu thương chồng con hết mực. Và hơn nữa là sau này hai đứa lỡ có cãi nhau ấy, không được kiện cáo cha mẹ. Đồng ý không ạ? Rồi, thưa quý vị, trong cuộc sống gia đình thì chúng ta không thể nào tránh được những sóng gió này không ạ? Thế nhưng mong muốn là với tất cả những gì tình yêu thương ngày hôm nay trọn vẹn dành tặng tới Ngọc Lam và Tiến Thọ thì anh em sẽ vững tay trèo nhé, sẽ trèo lại ngôi nhà mới hạnh phúc hơn. Và cảm ơn món quà của cha mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với món quà của anh trai chị dâu. Rồi, hôm nay ai có quà lên hết nhá. Ông quên trao đến lúc chiều là mất công gửi biểu điện. Xin mời mẹ nán lại sân khấu và chúng ta sẽ lưu lại cùng với món quà của anh trai, cô dâu, cùng với mẹ, cùng với chị dâu sẽ lưu lại khoảnh khắc này. Sẽ có đôi lời ngỏ tiếp theo gửi tới quý vị, xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng quan viên và bốn họ, hôm nay chọn được ngày thành lành tháng tốt, ông bà Trinh Hải và ông bà Bình Minh tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đến nay giờ tốt đã đến, thay mặt gia đình họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn và họ nhà trai chúng tôi xin phép họ nhà gái để chúng tôi đón cháu Nam về nhà chồng, về làm dâu, làm con của ông bà Kinh Hải cũng như làm cháu trong dòng họ nhà chúng tôi. Và tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quan viên, kính thưa tất cả các bạn thanh niên nam nữ, đại diện gia đình nhà trai đã có lời xin dâu đưa về tổ chức đại lễ ở nhà trai, còn ở nhà gái chúng ta tổ chức lễ vô quy. Giờ phút này cũng là đến giờ xuất hành trở về nhà trai làm đại lễ. Phía bên nhà gái rất đồng ý với quan điểm bên nhà trai cùng đưa cháu về tổ chức đại lễ bên nhà trai. Và kính mời các cụ, các ông, các bà, các bạn thanh niên nam nữ chúng ta chuẩn bị cùng với đoàn rước dâu đi lễ trở về nhà trai tổ chức đại lễ bên nhà trai. Xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bạn thanh niên nam nữ.